Ngày 31 tháng 5, Hội khuyến học quyền Phú Tân tổ chức lễ trao học bổng sổ số kiến thiết An Giang và sổ số kiến thiết Bà Địa Dũng Tàu đợt 2 năm học 2022-2023 cho 229 học sinh nghèo chưa khó học giỏi, học sinh kiếm khuyết tay chân trên địa bàn quyền. Theo đó, có 63 suất học bổng dành cho học sinh trung học phổ thông trị giá 1,5 triệu đồng một suất, 136 suất dành cho học sinh trung học cơ sở trị giá 1,2 triệu đồng một suất và 18 suất dành cho học sinh khuyến khuyết tài chân từ 1,5 đến 6 triệu đồng một suất. Đặc biệt, có 3 suất học bổng bảo trợ đối với học sinh trung học phổ thông, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng một học kỳ, 9 suất học bổng khuyến tài đối với học sinh trung học phổ thông, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng một học kỳ. Tổng số tiền cho học bổng là 348,9 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ 24 suất trị giá 40,7 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu tài trợ 205 suất với tổng số tiền hơn 308 triệu đồng.